chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Đài Loan Nguyễn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một cái cách, đó là tạo màu cho những cái viết tắt. Thông thường thì quý anh chị và các bạn xem những cái viết tắt mà quý anh chị và các bạn biên tập trong Computer Science Studio 9.1 như thế này hoặc là như thế này, nhưng mà mình sẽ chỉ cho quý anh chị và các bạn điều chỉnh phối màu cho các viết tắt nó đẹp hơn và nó tạo được cái sự chú ý cho người xem. Nó sẽ như thế này hoặc là thế này, cùng lắm thì thế này. Rồi, để làm được điều đó thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn sau đây. Thì đầu tiên thì quý vị và các bạn cần có cái video đã. Thì cái video đó là cái video mà quý vị và các bạn quay màn hình. Tại vì khi mà quý vị và các bạn tạo viết tắt thì tức là cái video đó quý vị và các bạn đang chia sẻ một cái gì đó trên cái màn hình máy tính, chứ không lẽ một cái video tự nhiên như thế này mà chúng ta đưa viết tắt vào thì hơi vô lý. Rồi, giả sử mình có một cái video quay màn hình, giả sử thôi, còn thực chất cái video này không phải là một cái video quay màn hình nha. Để tạo được cái viết tắt thì quý vị và các bạn vào annotation, chọn cái đâu rồi, à đây, chọn cái mục cuối cùng đó là keystroke color. Thì chúng ta sẽ kéo xuống một cái viết tắt. Ở đây ví dụ như là mình có Ctrl A thì quý vị và các bạn có thể đổi viết tắt bằng cách tô cái vùng chọn trong cái phần key này và bấm Ctrl Z thì nó sẽ đổi lại, hoặc là Ctrl C, Ctrl S, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta không thay đổi được cái màu của cái phím tắt này, thì nó chỉ có cái màu xám vậy thôi. Câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào để thay đổi được cái màu này để người xem họ ấn tượng hơn, họ nhìn rõ hơn. Thì để làm được thì chúng ta vào cái mục đó là Visual Effects và chọn cái phần đó là Colorize. Colorize là một cái lệnh giúp cho bạn ép màu. Thì chúng ta kéo vào phím tắt thì ngay lập tức chúng ta thấy cái phím tắt nó đã chuyển sang một cái màu xanh. Và cái màu này phụ thuộc vào trong cái tùy chỉnh Colorize bên đây. Các bạn có thể chỉnh về một cái màu như là màu vàng, màu hồng. Yêu màu tím, thích màu mơ và thích màu hồng. Màu cam. Rồi, như vậy thì viết tắt của bạn rất là đẹp và bạn có thể kéo nhỏ phóng to để bất kỳ vị trí nào trên cái màn hình. Ví dụ đang hướng dẫn phần mềm cái nói Ctrl S tức là cái lệnh save thì viết tắt sẽ hiện lên. Nhưng mà nó hiện cái kiểu này á thì nó rất là gắt. Ta cho nó vào một cái transition. Rồi, giờ mình chờ các bạn xem. Thì phím tắt nó từ từ nó hiện lên và nó biến mất. Thì như vậy cái độ mượt của video nó sẽ đảm bảo. Thay vì chúng ta xuất hiện cái thì biến mất cái thì cũng hơi giật mình ha. Thì chúng ta thêm một cái transition để làm mềm cái sự xuất hiện của viết tắt. Nếu mà các bạn chơi dữ nữa thì các bạn có thể bị hardwash. Làm cho viết tắt của bạn nó sinh động luôn. Đó. Cái video này nó hơi bị giật. Thế mình thay đổi cái video. Rồi các bạn xem lại nha. Đó, nhờ hiệu ứng Behaviour thì cái phím tắt của bạn nó sẽ nhảy tưng tưng. Hoặc là bạn có thể thêm những cái hiệu ứng Behaviour khác vào. Thì các bạn có thể tùy chọn. Và transition sẽ giúp cho cái phím tắt của bạn nó xuất hiện mượt hơn và biến mất cũng như là nó logic hơn. Và cái lệnh đổi màu phím tắt đó là lệnh Colorize.
rồi để làm cái nữa để hình dung ha. Các bạn kéo xuống vào và chọn cái, chúng ta không cần phải vào Visual Effect luôn, chúng ta ở đây chúng ta bấm chuột phải chọn Add Visual Effect và Colorize, chọn màu ha. Thì như vậy cái viết tắt của bạn đã được đổ màu vào, nó đẹp hơn. Đơn giản như vậy thôi. Trong cái vấn đề hướng dẫn phần mềm và chia sẻ những cái thông tin máy tính thì cái viết tắt này rất là quan trọng. Nó giúp cho người xem của bạn hình dung được là cái viết, là người xem họ cần bấm những cái viết tắt gì để được những cái lệnh mà các bạn hướng dẫn trên màn hình. Thì viết tắt rất là quan trọng trong cái vấn đề hướng dẫn phần mềm. Vì vậy những bạn nào làm những video tutorial thì nên chú ý vấn đề này. Rồi, mến chào quý anh chị và các bạn. Nếu mà quý anh chị và các bạn muốn xem tiếp video từ mình thì có thể nhấn vào nút đăng ký trên kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại.